Chào đại gia đình. Con chào quý ông bà cô bác. Con chào quý ông bà cô bác. Bây giờ hôm nay nha, gia đình Hải khả không đi nấu nướng ăn nữa, mà bữa nay mình sẽ ăn trái cây trong vườn mình nha. Với hai cái món đặc biệt lắm nha. Đây, đây món thứ nhất nha, đây là muối ớt nha, muối ớt nhà làm nha. Giống như tước muối ớt Tây Ninh như trời. Còn đây là mắm linh nha. Mắm linh, mắm sặc nha, mình trộn rồi nha. Giờ mới đây tẩu ớt cái trên này thấy ghê không? Ăn nhức nách nha. Bây giờ mình sẽ đi bẻ xoài nè, nó xoài non nha, xoài non nè, rồi bẻ ổi nè, bẻ khế nè, rồi bẻ đu đủ à, nói chung là mình ăn với cái này nha. Bây giờ tiếp thì mình đi bẻ xoài trước nha. À, năm nay ra bông nhiều nhưng mà chưa có trái nhiều nơi ha. Cái này xoài Đài Loan cái nha, nhưng mà cái này là ăn ngon nha. Mấy trái nhỏ gì nó mới ngon anh đây. Cái này nó thành sợi cốc. Nhức nách cái nhà ơi. Mày ăn đó nghe. Chảy nước miếng rồi đó. Tôi tới đây chảy nước miếng rồi đó. Trái này đi. Giờ mình đi nhiều là cũng đủ thấm rồi. Giờ mình đi bẻ khế nha. Bây giờ mình bẻ không? Về trái ổi đây nè. Nói chung là ổi mùa nắng này mình bọc rồi nhưng cũng không ngon lắm nha. Nó vẫn bị hơi sần sần. Sần sần vậy chứ nó mới giòn anh. Đó, mình đi ra ngoài cái ổi ngoài kia đi anh. Bỏ mấy ổi đi, lát rửa nha. Ổi nhỏ nè, cả nhà thấy nha, trái nhiều không? Nói chung là ăn xài trái luôn á. Ăn rồi nghe, cả tháng nay hết rồi, mới làm tiếp đi. Bọc mà nó vẫn không ngon lắm nha, bọc đi. Cái này hết. Cái này nhạy. Ồ, cái này ăn nó nhít nắp nè. Được rồi, được chiêu cái này nè. Coi cái. Cái này là sung Mỹ nha cả nhà. Trái nhỏ xíu à, còn ngon nha. Đây cái. À, cái này khế nhỏ nhỏ mà vẫn có ăn nha nè. Rồi ha. Bây giờ mình qua mình bẻ trái này quan trọng hơn nè. Trái này nó bự mà nó ngon nè. Bây giờ thấy chưa? Ủa, trái này tròn do à. Đó ao luôn chắc ngọt lắm. Ô, trái đầu tiên. Trái đầu tiên nha. Ôi giời, nhìn lại ai biết cái gì đâu, nhìn thấy đầu tiên đây. Nhìn nhiều thôi nha, là đủ chảy nước miếng đây nè. Đây. Cái đó đủ nổi nhất. Nói chung là lâu lâu mình đổi món mình ăn qua cái này nha. Cái này thì mũ lắm nha, chứ còn ngon lắm. Nói chung là bữa nay buổi trưa nha, mình rảnh ghe hang à, mình không có làm gì ăn. Cha con mình dắt ra nhau ra ngoài này, đầu mình đi kiếm trái ăn, cây ăn nha. Chợ mình thì cái này là chủ đề của vợ mình nha. Nó rủ đi ăn mấy này nè. Anh này cũng đi theo nhưng mà hy vọng là bữa nay ăn cho nó ngon nha.
này sò non nó mới ngon ha anh. Ừ. Cái này sò non nó mới cả nhà thấy thấy bự bự rồi chứ trên nó còn non eo nha. Đài Loan à, sò non trái xanh nè. Này cha này coi này thì ghẻ ghê. Những cái trái mà nó chấm nó chiếc kế đầu chua nhà không nha. Ngon lắm luôn. Mình thấy cái màu tuyệt vời không? Cái bụi này đúng phải cái được. Ừ. Là gọt cái này ha. Trời, nói chung là mình bữa nay mình sẽ ăn thử review những cái món này nhà ha. Giờ hãy chào đại gia đình mình nha. Nói chung thì ăn cái trái cây mâm trái cây hoành tráng lắm mà những cây nhà mình không nha. Mấy đứa con ăn khế nè nha. Đứa nào ăn khế thì ăn. Chung thì cái mâm xoài này, trái cây của nhà mình nha. Đơn giản vậy thôi cả nhà. Cái ăn thì nha, ăn là bảo đảm mình dứt nách mới làm cái này thôi mà. Mới trẻ gì thôi mà nó miếng cũng ga nha. Đó. Xoài tự non nha. Xoài non không nha. Bây giờ mình sẽ dùng cái miếng này nha. Nói chung là cái này ngon lắm rồi cả nhà. Làm góp gán mắm này là mắm ngon nha, gia đình mình đi mua chỗ quen nha, nó mắm ngon để mình ăn sống nha cả nhà. Nói chung thì em nó trộn gì nó mới thú vị nha. Ồ má ơi nó thơm nhất nắp. Ai mà đã từng ăn mắm sống rồi thì vô đây nghe, bỏ qua cơ hội này không có được đâu cả nhà ơi. Nhìn chảy nước miếng. Bây giờ thì hãy mời cả nhà mình ăn nha. Nè, bây giờ thấy cả nhà thấy chưa? Bây giờ hãy mời cả nhà mình ăn một miếng xoài chua ăn với mắm nha. Mắm sặc, mắm cá linh nha. Đó rồi. Tủa rực miếng quá anh ơi. Ngon không? Nãy con không ăn mắm hả? Dạ thôi, ăn được. Con mời quý ông bà cô bác ăn xoài. Con mời quý mặt bác ăn xoài. Thật đỉnh cái nè. Nói thiệt chứ bên này mình vét muốt cái nước là nó em rồi tỏi với ớt nè, không cay nha. Ăn cái nha. Cay cay chua chua. Ba đỉnh này, nó đưa ăn thử rồi ngon. Ăn không mắm vậy ngon lắm. Chua này nè, chua rồi chua ha. Đó. Giờ hãy mời gia đình mình nghe, ai mà các bạn chuẩn bị rượu đi, chuẩn bị đi. Chuẩn bị cốc rượu sẵn đây nha. Quất cái này là quất à, làm cái này là quất cái cốc rượu ha. Đừng nói lắm. Cảm nhận ngon ha. Nó cay mà nó chua. Nó chua, cái mắm nó dằn lại hết nha. Có đã.
Thôi hả? Ăn thế à? Ừ, ăn cắm ớt vô, ăn ngon. Thế cắm ớt với bắp nữa. Ở chung bữa nay cái món này quá đã cả nhà. Ăn bữa trưa này quá phê luôn nha. Đói không? Ngon ha. Giờ hôm nãy giờ mình làm thử một miếng ớt nha. Chấm vô. Ông bà có bác ăn thế nha. Bà đây lên nha. Ê vậy ăn hơi bấm tâm vậy. Ừ thấm đi ngon. Trời gió mát lồng lộng ha. Quá ngon luôn. Ngon tuyệt vời luôn. Đã em bà cả nhà em tiếp tục. Ông bà có bác ơi, ông bà có bác chỉ nước miếng vô với con ăn ở đây á, ngon quá trời đúng không ông bà có bác? Đây nó ăn vừa ăn mà vừa chảy nước miếng á, má nó chảy nhiều. Chung là bữa nay chúng sách của mình nghe nha, chúng bài luôn không quá đã. Công nhận cái mắm này quá ngon à. Đây ăn thử xoáy cái mắm kìa. Cái cay chua. Các bạn biết được. Ăn cái mắm sống lợi hại. Ở đây xin chồng. Được không? Ngon không? Ngon. Ngon được kỳ uống ra. Hãy mà cái nhà một con mắm sống nữa nha. Cái này mà thêm cơm nguội nữa anh ơi. Hết bài luôn á anh. Đây, mắm này là mắm mắm Châu Đốc nha nha. Mắm Châu Đốc làm nha. Nhưng mà ở Ô Môn này có bán nha. Ăn gì mà đã không. Nè, con hả mớ ớt cho anh ăn còn chấm ớt không? Mớ chấm cái gì nữa chứ. Rồi, rồi. Có chua giòn. Con mời mấy ông bà bác. Thánh đoàn ăn khế kìa. Ngon á. Đúng phơ á. Phê không? Dạ. Phê không nào không? Quá, chốt phê. Ăn miếng xoài hút con mắm thôi. Cái này tô cơm nguội nó ha anh. Ừ. Mãi quên lấy cơm nguội theo kìa. Thôi mà vô nhà xa quá. Thôi ăn này đỡ đi. Thật sự chứ con vợ mình nuốt miếng quá trời. Quá thèm cả nhà, chảy nước miếng thiệt. Nhưng mấy món này dễ chảy nước miếng lắm. Ừ. Ê, mình chuyển qua con món khác đi. Quá lạ. Ngon rồi. Đây có mùi mắm có hết chẳng nữa nha. Miếng nữa mới được. Bây giờ mình tới mình ăn trái đu đủ rồi nha. Nói chung bây giờ nãy giờ mình ăn ba cái đồ chua không em. Ngon thiệt nhưng mà mình giờ mình phải ăn đu đủ dằn xuống nha. Ngày tối nay uống nước là mình đi giữ mình đi canh gác lính chưa đừng chết luôn. Ha, giờ mình ăn trái đu đủ nha. Trời nó tròn bốn lưỡi nha. Ừ.
tuyệt đỉnh, tuyệt đỉnh. Đó ao nha. Cái hộp hái hèm á. Cái thịt nó dày luôn á anh. Thịt này cộm nha. Nói chung là ngon tuyệt vời á. Rồi giờ là để cái miếng đậu đủ này đây đi. Giờ cha sẽ cạo ra lấy hộp ra nha. Giờ mình sẽ lấy hộp ra. Chậm mới ơi miếng nách luôn. Cái hộp mình để đại đi thế nào là vài tháng sau chỗ này nó cũng lên cây đu đủ là mình ăn tiếp nha cái nè. Một đứa nè. Dạ. Cảm ơn cha. Từ từ ăn con để đợi chạy trả thèm chẳng nó kịp. Gọt vỏ cho con anh. Gọt như kiểu gọt cầm gì cặp luôn ha. Nó không rồi gọt như kiểu dưa hấu đó. Miếng này là của cha nè. Đi. Thì cha cha lớn cha ăn miếng bự đúng mà lớn ăn miếng bự ăn thử coi ghe chứ đủ nó ngọt không à ghe đỏ hơn chứ ngọt rồi đồ ổn nó ngọt má rồi biết lại hai vô cùng nha cái này giờ mình gọt cái kiểu trẻ như dưa hấu rồi cả nhà rồi một đứa anh Trúc Lam dạ. Khánh Đoan này cho làm cho chấm mấy mươi ớt dột trời cái này nó ngọt rồi chấm ớt chi bay em thích vậy á cái dĩa muối ớt quá thấy thèm luôn á nước chưa rửa chấm lắm không mời các bác nhìn chảy nước miếng hết chưa rồi bây giờ hãy mời cả nhà mình ăn cái đủ đầu tiên của cái cây đủ mình trồng nha đó đó đó. Ngon á. Ồ, quá ngọt cái này. Quá đã luôn à. Ừ, đúng rồi. Nó ngọt quá. Quá ngon nha. Đúng rồi trái chứ đủ nè tiếng đáng thì trái ngọt ăn hết này mình nghỉ thôi vô có ngon à công nhận bữa nay mình ra mời bà mình ăn với là no luôn cả nha ôi quýt cái này ơi bây giờ ngồi trồng hổm á, mình ăn xong rồi giờ ngồi trồng hổm đi muốn không nổi nha nhưng mà công nhận là bữa nay mà ăn xoài đầu tiên là cực kỳ hấp dẫn nha chuyển qua mình ăn đủ nó dằn xuống liền cả nhà nói chung là cái bụng mình nó ổn định nha không sao bà con ơi mình không sao bây giờ thì cái buổi ăn trái cây đơn giản review sơ trong gia đình của Hải ha tới đây tạm dừng ha hay hy vọng rằng cả nhà mình thấy cái bữa ăn này nó hay thú vị ha tiếp tục đăng ký ủng hộ và bấm like share dùm cho Hải nha Hải cảm ơn đại gia đình rất nhiều nha tạm biệt cả nhà con tạm biệt quý ông bà cô bác rồi giờ vô thôi quá no rồi.